Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật của em. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại của em 034 830 843 ha. Rồi, em cập nhật mấy món hàng mình đã bán hay chưa ở dưới cái tiêu đề của cái video. Mọi người bấm vô tiêu đề để xem ha. Coi món hàng đó đã bán hay chưa để mình liên hệ ha. Rồi, thì mình theo dõi cái kênh mấy cái video mới nhất thì mình bấm vô đăng ký kênh. Bấm vô cái nút đăng ký kênh để nó gửi về cái thông báo mình có cái video mới ha, có mấy món hàng mới. Rồi, hôm nay cái video 79 em giới thiệu mấy món hàng sau đây ha. Đầu tiên cái mỏ hàng của Nhật xài điện 100V nha mọi người. Đây mỏ hàng này là 55W. Cái dòng mỏ hàng này nó nóng rất là nhanh, của hãng God nè. God này của Nhật, hãng này chuyên sản xuất mấy cái dụng cụ hàng như mỏ hàng ha, dụng cụ điện tử. Đây, nội địa Nhật. Đây, đây là cái mỏ nó nè. Loại này nó nóng rất là nhanh, cắm vô rất nhanh nóng. Nó là điện 100V, công suất là 55W nha. Rồi, nó có mỏ hàng có mã số là 7901, giá 250.000. Rồi, tiếp theo là hai món này. Em bán hai món nha mọi người, hai cái tu vít. Một cây là tu vít tự động của Vasel, cây ngắn nè. Tu vít tự động của Vasel. Nó đảo chiều luôn nè. Đây là cái tua vít lùng, đây kích thước của nó là chưa có gắn mũi là nó có 7,5 phân. Mũi này thì hai được nha. Đây. Mũi này của Nhật mọi người. Đây là cái mũi của Nhật BH2. Rồi cái tu vít thứ hai là một cái tu vít để cân lực, gọi là cân lực ha, là mình điều chỉnh cái lực trên đây nè, mình vặn vô đúng cái lực nó sẽ nhảy như vậy nè, nó không cho mình vặn nữa để tránh nó hư cái con ốc của mình. Nó cũng xài mũi vít là 6 ly. Đây mũi BH2 hai được nè. Đây kích thước của nó là 21 cm ha. Nó cân được tới 50 kg. Đây 50 kg trên cm ha. Lực nó là 50 kg. Từ 0 đến 50 kg. Đây chính lực ở chỗ này. Đó cái vạch màu đỏ nè. Nó lên là lực nó tăng nặng lên nè. Tăng được tới 50 kg. Ok, hai cái tu vít ha. Có mã là 7902, giá bán 450.000. Là bán cả hai cái nha mọi người. Không có bán lẻ ra nha. Những cái món nào mà nó có hai ba món cho lên thì em bán nguyên bộ vậy. Không có xé lẻ ra nha mọi người, chú ý giùm em ha. Ở đây là cái đo hơi, đo áp. Đo hơi của xe máy ha. Đây đo lên được tới 4 ký mấy. Đây 4 ký 2 ha. Tối đa được 4 ký 2. Đã test trên bánh xe máy ha, nó ok, nhảy chính xác. Đo hơi rất nhỏ gọn. Cái này là của Toyota Moto mọi người, Japan nè, của hãng Toyota. Rồi cái đo áp, đo hơi này có mã 7903 nha, giá 150.000. Đây tiếp theo là hai cái cây hớt, hai cuộn hớt của Nhật. Một cuộn của Shinwa 3,5 m, cuộn này của đây cái thương hiệu nè, 5 m.
cái thằng này nó chỉ số trên đây và nó không có lò xo mọi người. Đây, kéo ra tới đâu xài tới đó, xài rồi đẩy vô. Này thì có lò xo này, nè, đây là hai mặt của nó nè, mặt dưới. Rồi em bán hai cây hước luôn ha, hai cây hước này có mã 7904 nha, 250.000 hai cây luôn. Rồi tiếp theo là một cái mớ đồ này, đây đầu tiên là cái móc treo chìa khóa ha, có cái chuông, nó cái bản đồ của một cái tỉnh nào của Nhật, đây của anh cái thành phố nào của nước Nhật ha, không rõ nữa. Mặt sau nè, mặt sau nó có hình Phật, hình chùa, hình biển. Trên đây nó có la bàn luôn, đây cái la bàn hoạt động ok luôn mọi người. Đó, cần nó chính xác rồi nó mới quay được nha, nó nghiêng thì nó không chính xác. Rất là đẹp. Đây là cái chân chụp hình của máy ảnh, đây hiệu thương hiệu này rất của Japan. Đây cái là đồng hồ bấm giờ mọi người, đồng hồ bấm giờ của Citizen của Nhật luôn nè. Nó xài viên pin đây nè, mà nó mất cái nắp rồi, em test viên pin vô thì nó lên ha, sống ha, sống luôn ha. Giờ em cũng không có còn pin nữa, lâu quá để nó mất pin rồi đó. Rồi với mấy cái khuôn này là cái khuôn để như để cắt bánh làm gì đó trong nhà bếp mọi người. Với hai cái khay ha, cái khay lược như vậy nè. Đó, cái khay lớn khay nhỏ. Đây. Đó. Ok. Rồi, nguyên cái đống này luôn ha. Có mã là 7905 nha, giá 250.000. Nguyên mới này luôn. Rồi, tiếp theo là 6 cây đục. 2 4 6 cây đục. Đây 6 cây đục mọi người. Em về 6 cây đục ha. À hàng này em về còn nguyên nha mọi người, nó còn dơ nè. Tại vì em không có mài nha. Em không có chuyên là mài mấy cái này. Nên về nguyên luôn nè. Có cây thì nó mẻ nè, có cây thì nó còn nguyên. Mọi người vừa xài thì mài lại nha. Đây. Em quay cận cảnh lên cho coi ha. Này cây to nè. Đó. Cây này. Đó. Rồi cây này. Rồi 6 cây ha mọi người. Em đo kích thước cho mọi người xem ha. Đây chiều dài nó thì cỡ 20-21 nè ha. Mấy cây dài 20-21 hết ha. Rồi em đo từng cây cái bảng cho mọi người xem. Cây to nhất là 3 phân nè. Tiếp theo là một cây 2 phân rưỡi. Đây. Rồi, tiếp theo là cây này 1 phân rưỡi. Cái này 1 phân 6. Cây này có phân rưỡi ha. Rồi cây này 1 phân 2. Cây này cỡ 6 mm ha. Rồi cái bộ đục này 6 cây ha. Bộ đục 6 cây có mã là 7906, giá bán 650.000. À, không có bán lẻ ra nha mọi người, bán hết nguyên cái bộ này ha.
Rồi tiếp theo một cây cắt kiếm của Nhật. Đây cái cây cắt kiếm này của Nhật ha. Nó nguyên bao mới chưa sử dụng. Đây, em mở cái bóc tem ra luôn. Đây. Nó thương hiệu là của SK ha. Đây, nó có mũi tên cái hướng mình sử dụng mà. Hướng mình cắt, mình kéo á. Đây nó xài là cái mũi bằng cái hợp kim nha mọi người, đá, hợp kim bằng đá. Đây, hợp kim bằng đá nó nằm trên đây nè. Còn bánh xe này là để nó chạy trên cái mặt cắt cắt á. Đây ví dụ cắt như nè. Đó cái chiều mình kéo đó. Kéo vậy. Đó. Mới chưa sử dụng mọi người. Rất là nhỏ gọn luôn. Rất đẹp. 12 phân rưỡi ha. Rồi các cắt kiếm này có mã là đây, cắt kiếm có mã là 7907 ha. Giá bán 200.000. Tiếp theo là hai cây thước Livo. Đây, bán hai cây luôn ha, cây một cặp. Cây nhỏ cây lớn. Một cặp rất là nhìn rất là đẹp. Cây này rất là đẹp luôn. Nhật luôn ha mọi người. Đây Livo. Cây này nó có cái đế bằng nhôm, phần nhựa. Đây kích thước nè, 10 2 phân 4 phân rưỡi. Còn cây này là cái thân nhôm. Ở đây là nó có 500 nè. Đây. Có một miếng 500 dài nè. Thân bằng nhôm nha mọi người, đây bằng nhựa. Cây này có kích thước là 23 4 phân. Này là 1 phân 6 ha. Cái cây này là cái thương hiệu của Mỹ nè. Đây. Còn cây này là của Nhật, cây nhỏ của Nhật. Rồi em bán hai cây luôn nha mọi người. Bán gộp bán hai cây luôn nha, không bán lẻ luôn. À, nó có mã là 7908 hước Livo ha. Giá 250 nha. Tiếp theo là một cái lưỡi cưa sắt. Lưỡi cưa sắt này gắn vô máy cưa kiếm nha mọi người, gắn máy cưa kiếm cầm tay á. Máy cưa kiếm cầm tay cái lưỡi này không dụng nè. Đa số máy to thường là sẽ sử dụng lưỡi này ha, gài vô. Đây kích thước nó là 300 mm nè, nhân 14. Đây nó dài 300 á. Đây. Lưỡi mới chưa sử dụng. Có mã là 7909 ha, giá 100.000. Rồi cuối cùng là một cây kéo cắt cành. Đây tán đồng, kéo cành của Nhật ha. Kéo cành thép đúc. Này nó có cái mộc. Thép đúc chốt bằng sắt luôn. Em mọi người xem kỹ nha. Hàng này thì em về không có mài, không có dũa gì hết đó. Tại vì không có chiên mài nên không có mài nha mọi người. Lưỡi nó nguyên vậy thì bán vậy ha. Nè. Như đây mọi người xài thì mài lại. Này con mộc của Nhật. Cây này thép đúc. Còn rất là cứng, nó không có độ gơ nhiều ha. Đó. Ok, rất chắc chắn. Đây. Kích thước là size 20 nha mọi người. Rồi, cái kéo cắt cành này có mã là 7910 nha, giá 300.000. Rồi, em kết thúc cái video ở đây ha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ nha.